xinh đẹp và hot. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Hà Thanh Sơn. Thank you. Trời ơi, hôm nay quý vị quá hot luôn. Anh coi kìa, không có một người phụ nào đi về hết. Quá và tuyệt vời. Đi là có nghĩa là không có chỗ nhảy luôn. Cảm ơn quý vị nhiều lắm và cứ giữ không khí như thế này nha quý vị. We love you Toronto. Thank you. Sau một năm anh mới trở lại Toronto hát cho em cũng vậy ở đây. Mà cảm giác như là 3 năm vậy đó. Yes. COVID cảm giác mà. Lâu quá. Chắc là mình phải làm sao để về thường xuyên đi chứ. Năm lâu quá. Dạ quý vị ủng hộ không ạ? Thank you. Hôm nay thì phải thật sự nói như là anh Đăng Nguyên có chia sẻ là đúng là lâu lắm rồi Hà Thanh Sơn. Đây là cái show lần đầu tiên em quay lại Toronto. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới mọi thứ cũng như lời cầu nguyện mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và chúng ta cứ tiếp tục như thế này, sống vui, sống khỏe và sống trọn mỗi ngày thôi nghe quý vị. Quý vị đồng ý không ạ? Thank you. Và bây giờ mình hát bài gì đây em? Em nghĩ là một ca khúc mà chắc là quý vị ở đây cũng đã đôi lần nghe. Sung hay là mùi? Sung hay là mùi? Thôi mình mùi trước đi, rồi nãy giờ mùi mình sung rồi xong mình sung. Quý vị đồng ý không ạ? Và một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát Tình Đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you. Tình đời, rê tâm. Rê thứ thì hơi thấp cho anh nhưng mà không sao. Sao? Chấp em luôn. Quý vị ơi, quý vị giơ tay lên được không ạ? Thank you. Nhà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn thương em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai đây em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đèn, có anh đưa em về. Xin bằng lòng nghe tiếng chất chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tìm em nữa không? Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối như đôi ta mãi còn. Nhà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn thương em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu.
xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm cao, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa không? Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đời ta mãi còn. Sơn. Dạ, dạ em đây. Và để tiếp nối chương trình thì hồi nãy hai anh em có một ca khúc muốn hát tặng cho tất cả quý vị. Thường quý vị thấy Hạnh Xuân hay hát một mình, nhưng mà hôm nay có sự kết hợp của anh Đăng Nguyên nữa. Xin mời quý vị cùng sống động lên sân khấu, lên vỗ tay lớn lên qua bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng. Ca khúc được mang tựa đề tên là Sợi Tơ. Xin thứ cho MC nha. Dạ. Thank you. Dạ em đây, em đây. Are you ready to rattle? Nhỏ quá, nhỏ quá. Are you ready? Ready cả buổi rồi. Ready for the song. Bây giờ là hát nhảy thôi. Ok. Có duyên. Cái gì vậy trời? Em đừng mở miệng nha. Quý okay. vị biết không? Và Hà Lan Xuân mà có nụ cười rất là đặc biệt. Nụ cười chết người. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy tin hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đám cây, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương, đại dương mênh mang. Tình là sợi tơ. Sau mình không còn bên nhau. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đời đông, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vào trong đêm. Mình không còn bên nhau. Nếu lỡ mai sau
cho mê. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay về cho mê. Đừng nghe em, là sẽ wow. Chưa có giờ quý vị. Wow, thank you anh. Và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Những giây phút như thế này rất là tuyệt vời. Sao anh? Quá tuyệt vời. Dạ. Bây giờ quý vị cho Hà Thanh Xuân một tràng pháo tay thật lớn đi. Thank you. Đăng Nguyên và các người bạn hay gọi Hà Thanh Xuân là Hủ tiếu. Tại vì ở Cali có quán Hủ tiếu Thanh Xuân nên là anh Trúc Hồ từ đó đặt cho Hà Thanh Xuân là Hủ tiếu luôn. Xong là tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong trung tâm Asia là đều gọi là Hủ tiếu hết. Nên gì có lần đi hát chung với lại Hà Thanh Xuân mà hát chung Đăng Nguyên gọi là Hủ tiếu luôn. Chờ đâu có nhớ tên đâu. Ok, cảm ơn Đăng Nguyên và một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Đăng Nguyên. Thank you. Và bây giờ quý vị Christian lên hát đi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nóng sân khấu lại với điều